Nhằm san sẻ khó khăn cho người dân Đà Nẵng trong đại dịch, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi bà con địa phương hỗ trợ rau củ cùng nhiều nhu yếu phẩm gửi vào tâm dịch thành phố Đà Nẵng. Sáng mùng 10 tháng 8, 7 chuyến xe chở 30 tấn rau củ cùng nhu yếu phẩm đã đến Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà, sẵn sàng chờ trung chuyển, gửi vào các khu vực cách ly y tế và vùng phong tỏa. Trong cái dịch này Đà Nẵng cũng chốt chặn rất chặt và sáng nay cũng rất vui vẻ là đi đến các chốt chặn, là có cái chặn để biết được là cái đoàn Đại Lộc ra và anh em cũng đi coi như thẳng chứ không có xuống chốt. Đây là một cái niềm vui cho cái đoàn chúng tôi thực hiện đưa cái chương trình lương thực thực phẩm ra cho bà con thực hiện Covid Đà Nẵng. Cũng mong rằng là Đà Nẵng tiếp tục tạo mọi điều kiện cho những cái đoàn khóc trên các huyện thị của tỉnh Quảng Nam ra được an toàn. Cùng trong ngày hôm nay, một đơn vị tại tỉnh Kon Tum cũng vận chuyển đến Đà Nẵng 1.000 suất quà, gồm các hàng hóa thiết yếu, nông sản trị giá hơn 300 triệu đồng để hỗ trợ người dân quận Sơn Trà. Trong 5 ngày qua là bà con nhân dân quận Sơn Trà rất là thiếu thốn, thậm chí đi chợ mà cũng 5 ngày cũng không có, nên là nhằm đáp ứng được cái nhu cầu thiết thực ấy là ban lãnh đạo DMT Group đã quyết định trao tặng 1.000 suất quà với những nhu yếu phẩm rất là thiết thực để cùng chia sẻ những khó khăn cho nhân dân quận Sơn Trà và nhân dân quận Sơn Trà. Thì đảm bảo là trong ngày hôm nay thì mặt trận quận cũng như là phường và các anh chị cũng sẽ giao hàng củ quả đến cho bà con. Thì chiều hôm qua thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho 5 phường cách ly y tế ở trong khu vực phong tỏa là đã đảm bảo là cũng rau xanh rồi. Sáng nay thì được bà con nhân dân Đại Lộc giúp đỡ thêm thì sẽ cố gắng cung cấp ở trong ngày hôm nay để cho bà con là trong khu vực phong tỏa cách ly y tế thì sẽ được đảm bảo là có rau. Những chuyến xe chở hàng chục tấn rau củ sẽ tiếp tục đến với bà con tại vùng dịch Đà Nẵng trong thời gian tới. Tất cả xuất phát từ tình yêu thương của hai chữ đồng bào, thể hiện truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, đoàn kết, san sẻ lẫn nhau trong thời điểm dịch bệnh. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO A vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.